Sự thật về bến đỗ trong mơ của Ronaldo dần được hé lộ. Gần đây, có nhiều nguồn tin cho rằng Napoli và huấn luyện viên Spalletti rất muốn chiêu mộ Ronaldo, nhưng sự thật có phải như vậy? Câu chuyện tương lai của Ronaldo trong suốt mùa hè qua trở nên nóng hơn bao giờ hết khi một loạt tin đồn về các bến đỗ khác nhau của CR7 khiến cho cầu thủ người Bồ trở thành chủ đề được bàn tán nhiều hơn bao giờ hết. Thậm chí, chính Ronaldo còn lên tiếng công kích và khẳng định báo chí chỉ giỏi trong việc bịa đặt và thêu dệt điều tiếng về mình. Nhưng chuyện Ronaldo muốn rời MU là có thật. Mặc dù là cây săn bàn số 1 của Man United mùa giải trước với 18 bàn tại Ngoại hạng Anh và 24 bàn trên mọi đấu trường, sau MU kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6, không được tham dự Champions League và thể hiện tinh thần rệu rã. Và với một người đầy khát khao như CR7, điều này thật không thể chấp nhận được. Do đó, Ronaldo công khai muốn rời MU và phái đoàn của CR7 trong đó có cả siêu cò Jorge Mendes đã đến trực tiếp trụ sở MU để làm việc, xong rốt cuộc Ronaldo chẳng thể rời MU, mặc dù trước đó hàng loạt ông lớn Napoli, Chelsea, Sporting, Lisbon, Atletico Madrid, Bayern Munich, Marseille lẫn Corinthians đều từng được xem là bến đỗ tiềm năng dành cho Ronaldo. Riêng trường hợp của Napoli, đội bóng tại Serie A được xem là bến đỗ trong mơ của Ronaldo những ngày cuối thị trường chuyển nhượng. Thậm chí có thông tin cho rằng, đội chủ sân Maradona muốn bán Osimhen cho MU và Ronaldo sẽ cập bến Napoli theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, giám đốc của Napoli, ông Cristiano Guntoli đã chia sẻ trên tờ Corriere dello Sport như sau. Thành thật mà nói, thị trường chuyển nhượng mà, chúng tôi đã đàm phán với nhiều đội bóng lắm. Nhưng mà Napoli có kế hoạch xây dựng một tập thể trẻ trung và xin lỗi nhưng Ronaldo không phù hợp với định hướng đó. Napoli thực sự chưa bao giờ thảo luận về Ronaldo. Trong bóng đá bạn chẳng thể đi đến đâu nếu không có kế hoạch rõ ràng. Chúng tôi hài lòng với lực lượng hiện có và tin rằng Napoli đủ sức cạnh tranh những danh hiệu. Như vậy có thể kết luận rằng Napoli và Ronaldo chưa bao giờ ngồi vào đàm phán với nhau cả. Về phần Ronaldo, không thể rời MU trong mùa hè vừa qua đúng là một thảm họa khi giờ đây, ngôi sao từng 5 lần giành quả bóng vàng đang phải chấp nhận kiếp sống mòn tại Old Trafford. Xavi, Dembele giỏi chẳng kém Neymar. Huấn luyện viên Sami Hernandez của Barca cho rằng cầu thủ Ousmane Dembele đang thể hiện phong độ xuất sắc chẳng kém gì Neymar ở thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù nhiều người ở Barcelona muốn cầu thủ người Pháp ra đi, nhưng Xavi nhất quyết giữ Dembele ở lại và quyết định đó đang gặt hái được trái ngọt. Sau một số màn trình diễn thuyết phục vào cuối mùa giải trước, Dembele đã bắt đầu mùa giải hiện tại thậm chí còn tốt hơn. Tính cả La Liga và Champions League, anh có 4 pha kiến tạo, 1 bàn thắng và 31 lần rê bóng thành công. Cậu ấy hạnh phúc và tận hưởng bản thân. Xavi nói sau chiến thắng 5-1 trước Victoria Plzen tại Champions League, cậu ấy tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy cung cấp các đường kiến tạo và đang có phong độ tốt. Khả năng 1-1 của cậu ấy giống như Neymar ở thời kỳ đỉnh cao. Cậu ấy chỉ cần sút và ghi bàn nhiều hơn. Những con số cho thấy về khả năng ghi bàn, Dembele vẫn còn một số việc phải làm để sánh ngang với Neymar, nhưng xét về tầm ảnh hưởng, anh đang rất gần với cầu thủ hiện đang khoác áo PSG. Điều đó đặc biệt rõ ràng khi nói đến khả năng thi đấu 1-1. Cầu thủ người Pháp là một ngòi nổ nguy hiểm ở cánh và khả năng gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương, cho phép lối chơi tấn công của Barcelona biến ảo hơn. Dembele gia nhập Blaugrana vào năm 2017 sau sự ra đi của Neymar, nhưng phải đến tận bây giờ anh mới cho thấy mình xứng đáng là người thay thế ngôi sao người Brazil. Tuchel đã sai lầm trong chuyển nhượng. Bà lãnh đạo Chelsea gây sốc với quyết định sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel. Hãy cùng tham chiếu các lý do để khiến giới chủ đội bóng Tây London đi đến quyết định này. Sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel khiến Chelsea thiệt hại 15 chiều bảng. Trong đó, một mình Tuchel nhận 13 chiều bảng, 2 chiều bảng còn lại cho toàn bộ ekip theo chân nhà cầm quân người Đức đến nước Anh. Dĩ nhiên, tình hình phải trầm trọng lắm đội bóng Tây London mới đuổi người. Có nhiều lý do mang tính phi chuyên môn được nhắc đến, nhưng không thể bỏ qua kết quả thất vọng của Chelsea thời gian qua khi tập thể dưới trướng huấn luyện viên Tuchel chỉ thắng 3 trong 7 trận. Vấn đề đầu tiên đó là khoản đầu tư khổng lồ 278,4 triệu bảng cho 10 tân binh trong mùa hè. Chủ sở hữu Todd Bowley đã tạo ra mùa hè điên rồ nhất lịch sử, lần đầu tiên Chelsea mua sắm nhiều đến thế chỉ trong một kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, Thomas Tuchel đi vào vết xe đổ của Frank Lampard. Mùa hè 2020, chủ sở hữu cũ Roman Abramovich duyệt chi gói chuyển nhượng 262 triệu bảng để đón về hàng loạt bom tấn. Dù vậy, các cầu thủ mới không phát huy giá trị và lý do cơ bản khiến Super Frankie phải rời Stamford Bridge ngày 25 tháng 1 2022, chỉ sau 21 tháng. Tuchel cũng bị sa thải với lý do tương tự. Việc xáo trộn hàng phòng ngự khiến Chelsea không còn duy trì được kết quả tốt trên sân. Đó là bởi hệ thống phòng ngự của đội quần áo xanh đã trở nên mềm yếu, từ ngữ được chính huấn luyện viên Tuchel sử dụng sau trận thua Southampton cuối tháng trước.
Hãy nhìn những con số dưới đây. 50 trận đầu tiên cùng với huấn luyện viên người Đức, Chelsea chỉ lọt lưới 24 bàn thua. Vậy nhưng, từ trận đấu thứ 51 đến cột mốc 100 trận vừa qua, họ đã thủng lưới tới 53 bàn cho 50 trận. Một chút so sánh để thấy hàng thủ Chelsea đã trở nên tệ hại như thế nào. Với trung bình 1,6 bàn thua trên trận ở 50 trận cuối Tuchel, tỷ lệ thủng lưới của Chelsea cao hơn hẳn Man City, đội đạt tỷ lệ 0,92 bàn thua trên trận, kém cả Liverpool 0,78 bàn thua trận hay Tottenham 0,95 bàn thua trên trận kể từ khi Conte nắm quyền. Hệ thống tấn công của Chelsea cũng mang nhiều lỗ hổng. Trước Dinamo Zagreb, thầy trò Tuchel cầm bóng 68%, thực hiện 15 cú dứt điểm nhưng tuyệt nhiên không có bàn thắng nào. Những rắc rối liên quan đến hàng công đã bổ vây lấy Tuchel. Bảy trận đã qua, Chelsea chỉ ghi được 8 bàn thắng. Trong khi đó, một mình Haaland đã có tới 12 bàn cho Man City, còn Liverpool ghi 9 bàn trong trận thắng Bournemouth. Huấn luyện viên Tuchel cũng tỏ ra thiếu linh hoạt để thích ứng tình hình. Hệ thống 3 hậu vệ của nhà cấm quân 49 tuổi trở nên mỏng manh yếu ớt khi bộ đôi tiền vệ trung tâm của họ là Kante và Kovacic thường xuyên chấn thương. Cựu thuyền trưởng PSG tỏ ra bất lực trong nhiệm vụ tìm cho Chelsea một số 9 với khả năng tỏa sáng thường xuyên. Timo Werner, cầu thủ đã chơi đầy hiệu quả ở Leipzig, thất bại với Tuchel, 98 triệu bảng cho Romelu Lukaku, sau đó cũng thất bại nốt. Và giờ là Aubameyang.